À dạ vâng, shop đặt trần Audio Hà Nội xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em đặt trần mời các bác đăng ký kênh bên em để chúng ta có thể cùng nhau theo dõi cũng như là cập nhật những video, những sản phẩm mới nhất do đặt trần cung cấp. Và trong mấy ngày vừa qua thì do có một chút công việc bận khoảng 2-3 hôm thì bên em không lên được video clip mới. Hôm nay bên em lên sóng quay trở lại với công việc thường ngày. Bên em lên sóng một sản phẩm chiếc đầu băng cối rất là hay, xin giới thiệu đến các bác toàn thể anh em yêu audio trên toàn quốc. Chiếc đầu băng cối vừa mới cập bến sau đặt trần, chiếc đầu băng cối Tech A4300 và Autoverse. Đây là một chiếc đầu rất là hay. Dòng sản phẩm 4300, thương hiệu đến từ Tech của Nhật Bản. Chiếc đầu này nổi tiếng với thiết kế đẹp, chất âm hay và cái phần vận hành của nó thì rất là bền bỉ cũng như là vô cùng là bền bỉ, và theo cái thời gian của nó thì nó rất là bền, cho cái chất âm rất là hay với một thiết kế đẹp. Thưa các bác thì chiếc đầu băng cối Tech A4300 máy đã quá nổi tiếng ở trên thị trường, máy chạy Autoverse 2 chiều, chạy bằng 5 bằng 7 inch. Với thiết kế như các bác thấy là mặt nhôm phay màu trắng, các cái nút bấm màu đen và hai cái phần đồng hồ vu thì thể hiện rất là lớn ở phía trước, cùng với hai hồi gỗ hai bên tạo nên cái nét đẹp sang trọng cũng như là cổ kính cho chiếc đầu cối Tech A4300. Đây, như các bác có thể thấy là cái phần vỏ gỗ của em nó thì còn rất là đẹp, và rất là đẹp như là xuất sắc luôn. Đó, góc cạnh không chảy xước, không chất mẻ. Đến cái phần mặt mũi, em mời các bác cùng xem, em nó thì rất là đẹp ạ. Rồi, mời các bác cùng xem. Máy thì con này thì về trong cái tình trạng xuất sắc, có thể nói là mới chỉ thiếu hộp xốp. Đây, cái phần mặt mũi của nó là nhôm phay màu trắng, chưa một vết xước. Model ở đây là Tech A4300, máy chạy Autoverse. Đây, cái phần tem chữ của nó còn nguyên, chưa bị phai mờ theo thời gian. Máy chạy 3 motor rất là êm. Các bác tắt nhạc đi thì không nghe thấy cái tiếng động cơ luôn, được các bác. Ở đây thì chúng ta có một cái công tắc nguồn này và một số cái công tắc chỉnh tốc độ này. Volume này chỉnh mid này, volume này chỉnh line của đường vào này, hai đồng hồ vu này. Ở đây chúng ta có lỗ cắm mic và lỗ cắm tai phone. Hai đồng hồ vu thì rất là đẹp ạ. Mặt đồng hồ vu thì làm bằng nhôm. Ở đây là cái công tắc chuyển chữa cái đường vào tiếp và cái đường băng cối. Ở đây thì nó có các cái nút thông thường như là chạy ngược, chạy xuôi và tua. Đây, các cái nút ở đây. Và các cái phần chế độ equalizer cho phần thu, ở đây có một volume tổng, volume băng cối. Đấy, máy thì rất là đẹp ạ. Phần vỏ gỗ thì còn xuất sắc luôn. Đấy, đây cái phần mặt sau. Đây, các bác cùng xem ạ. Tech này, 4300. Máy này thì chạy dòng 100V. Và chất âm của em nó rất là hay. Và em sẽ xin cho các bác coi nội thất luôn. Rồi, em này thì quá nên là mới. Em sẽ tháo cho các bác xem cái phần nội thất này luôn. Còn máy nó còn quá mới này thì em cũng rất là muốn các bác chúng ta cùng ngắm nhìn cái phần nội thất của em nó. Rồi, và em đã tháo xong. Thì như các bác thấy là máy chạy 3 motor, hoạt động rất là êm ái và mượt mà. Đấy, rất là êm luôn. Đây là cái phần quạt gió này, phần mạch đây còn rất là mới ạ. Và chassis của em nó 7 màu nhá, chassis 7 màu, chưa một vết han gì. Và các cái rắc cắm AV thì còn như vừa xuất sửa, và các cái rắc cắm còn rất là đẹp ạ. Đấy, phần chassis 7 màu các bác thấy không ạ? Những em này thì tuổi đời của nó đã khoảng 50 năm tuổi đời rồi, nhưng mà còn rất là mới như thế này. Cái hàng là sắt đặt trần lưu kho,
cũng như là tuyển chọn được những em còn rất là mới ạ. Đây, cái phần quạt gió này còn trong vắt luôn này. Đấy. Đến cái phần mặt mũi thì các bác khỏi nghĩ rồi. Bây giờ test cái phần hoạt động của máy nhá. Autovert cho Max xem. Đoạn này nó băng hơi xấu á. Chạy rất là hoàn hảo, phần tua rồi các cái nút của nó thì hoạt động rất tốt ạ. Nghìn năm một bóng hình khó quên, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp. Và chiếc đầu băng cối Tech A4300 máy đẹp xuất sắc như thế này thì sau đặt trần bên em có cái giá bán là 9.200.000 đồng. Bạn nào quan tâm sở hữu chiếc đầu băng cối này thì mới qua alo trực tiếp cho em sau đặt trần với địa chỉ phố Vinh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc, số máy 0983586968. Thưa các bác, một em đầu hay trong tầm giá, chất lượng cũng như hình thức quá đẹp. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa cùng vui hợp tâm đầu. Anh nhớ trong anh mỗi độ hoa đào, mình còn ước đến mai sau. Nhặt hoa kết áo thường chờ nhau những ngày mưa. Giá thì chất âm của em này ngang ngửa với những em đầu 6 như là 6100 hay là 60110, 6300. Chất âm của nó thì không hề thua kém. Và một cái mức giá rất là tốt cho anh em chơi, 9.200.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu quan tâm sở hữu chiếc đầu băng cối A Tech 4300 đẹp xuất sắc, mời qua alo trực tiếp cho em đặt trần. Số máy 0983586968. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào các bác.